Minh Chí là một trong bốn cầu thủ của đội tuyển Futsal Việt Nam đã tham dự vòng chung kết Futsal World Cup năm 2016 và đây là giải đấu thứ hai liên tiếp mà Minh Chí có mặt. Minh Chí có thể chia sẻ cảm xúc của mình. Thì cái World Cup Futsal năm 2021 này cũng nó đem lại cái cảm xúc cũng như lần đầu khi Chí tham gia dự giải đấu năm 2016. Vì đây là cái giải đấu hàng đầu của thế giới. Quy tụ các đội tuyển Futsal rất là mạnh nên Chí rất là vui khi được góp mặt tại vòng chung kết năm nay. Đối với cảm xúc của lần đầu tiên tham dự và lần thứ hai tham dự thì có một cái sự khác biệt gì không? Thì lần thứ hai tham dự Chí cũng đã không còn là một cầu thủ trẻ, cũng đã trải qua rất nhiều trận đấu. Thì cái cảm giác bây giờ Chí rất là vui vì mình là một trong những người đã đặt chân đến hai vòng chung kết Futsal World Cup liên tiếp. Chí có thể chia sẻ về cái sự chuẩn bị của mình khi mà giải đấu cách đây 5 năm thì Chí chơi rực sáng và đến lần này thì Chí có cái sự chuẩn bị ra làm sao? Thì cách đây 5 năm thì Chí đã có một giải đấu rất là thành công. Thì hướng đến giải sắp tới này, Chí cũng như các anh em trong đội rất là quyết tâm đặt những mục tiêu cao nhất của đội tuyển. Và tất cả các anh em đều tập luyện những mảng chiến thuật của huấn luyện viên Minh Giang. Thì riêng Chí thì rèn luyện và tu bổ thêm những kỹ năng dứt điểm để có thể ghi bàn vào lưới các đội bóng mạnh. Chúng ta xem một vòng đấu có rất nhiều các cầu thủ mạnh và trước tiên là đội bóng Brazil. Thì Chí có thể cho biết là cái tâm trạng của mình bây giờ như thế nào và cái đánh giá về cầu thủ Brazil ra làm sao? Thì Chí nghĩ Brazil là một đội bóng đang giữ vị trí số 1, số 2 của thế giới. Thì Chí rất là háo hức khi được gặp các ngôi sao của đội tuyển Futsal Brazil. Vì những cầu thủ đó thuộc hàng đẳng cấp thế giới và Chí cũng rất là nôn nóng để được cọ sát và thi đấu với đội tuyển Futsal Brazil. Vâng, xin cảm ơn Minh Chí. Quý là một. On Sports, trọn vẹn đam mê.